Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Tuyết Lan Vlog. Hi các bạn, hôm nay trước khi đến với những món ăn mà Lan và em Hậu sẽ giới thiệu đến các bạn thì mời các bạn chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh một số món ăn đặc trưng của Hà Nội mà Lan đã giới thiệu với các bạn trong các tập vừa qua nha. Bạn thấy ẩm thực của Hà Nội có phong phú và đa dạng không ạ? Còn bây giờ, mời các bạn sẽ cùng theo chân Lan và em Hậu để thưởng thức tiếp tục những món ăn ngon của Hà Nội nha. Đó là món gì? Xin mời các bạn hãy cùng đi theo nào. Đến nơi rồi đây các bạn. Nhìn xung quanh các bạn không thấy quán nào hết đúng không? Bởi vì quán nó nằm trong ngõ sâu ở trong á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vô nha. Lần trước Lan cũng đã ra đây và được chị Hương, chị Lan nó dẫn đi đến đây ăn rồi. Nhưng mà nhưng không có hơi hình lại. Cho nên hôm nay Lan sẽ review lại món ăn này cho các bạn xem nha. Đây, đến quán rồi các bạn. Ủa? Hình như sửa nhà lại thì phải. Đã lâu không? Không, mới tối hả con? Đây là thực đơn của quán nha các bạn. Đặc biệt nhất ở đây đó chính là bánh đúc nóng và bún ốc chuối đậu. Bên cạnh đó còn có một số món ăn kèm theo nữa. Giá cả cũng rất là phải chăng nha. Mua bánh đúc ở đâu nhỉ? Đây là bánh đúc nóng nha các bạn. Mấy giờ em nhỉ? Quán bán từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. À, là mình đủ các món như ở đây luôn em. Vâng, nhà em đủ các món như menu. Bán nào cũng tặng.
bánh với chị thôi. Là hủ đó. Ê, bên đó bánh đúc á. Mình là bánh đúc nóng. Thế là trong là ăn mấy lần rồi nhưng mà hôm nay mới review lại. Ăn nhiều, sáng ăn 8 tô. Nước này nước gì ta? Đấy là nước để khi mà cái nồi nước dùng nó hết mình sẽ chế thêm vào bên này. À, rồi. Nó giống như là nước mình làm xương rồi nó góc đó không em? Hình như nhà sửa lại hay không chị Hương? Không, chỉ nhà khác nhà trước bên kia thôi. Ờ đúng rồi. Bây giờ nhà mình bên kia bên này nhưng mà bây giờ mình chuyển đặt sang bên này. Dạ. Bây giờ từ giờ đi bên này là chính. Chị rồi con ăn này nhà bên kia. Rồi. Rồi nhớ mình chảy hai lơi mỏi. Rồi. Mời nha. Ok ok, để chị quay cái này. Mở này cái tô bên này em cho miếng ớt vô đi học. Cho miếng ớt mình cái đỏ đỏ cho đẹp tô bên này đi khỏi. Cho một tí cốt vẻ không này. Dạ. Qua này cốt vẻ không? Vâng. Nước á, xong rồi ớt thì mình ăn. Ăn cái nước thì mình ăn sớm chứ cả là ớt kia. À, ớt này. Ớt này. Ớt này. Dạ. Món bánh đúc nóng này thật sự là rất là đặc biệt luôn đó các bạn. Lan đến đây ăn được lần thứ 3 rồi. Những lần trước Lan ăn Lan rất là thích luôn. Cho nên lần này Lan ra Hà Nội Lan kiên quyết phải đến đây mặc dù bụng rất là no, nhưng phải đến để review và giới thiệu với các bạn, để các bạn có thể thưởng thức mỗi khi đến Hà Nội nha. Ngon không con? Mắc cỡ hả? À, cái này phải có rau nữa đúng không? Còn không ăn rau đúng không? Thử đi Hậu. Phát biểu cảm nghĩ nha Hậu. Mới hấp cái nước không hà. Em ăn luôn cái cái, em phải kèm thêm một cái nữa. Thì lúc đó mới gọi là ăn bánh đúc. Ăn xong rồi chị. Ủa sao chắc ra được mà? Sao sao? Đừng quên phim chị, phải ăn điều điều một chút xíu. Ngon chị. Hình như lần đầu tiên em ăn đúng không? Lần đầu tiên em ăn, đâu biết ăn đâu, lại chị thương chị mới biết ăn. Đây. Em ra đây. Sẵn ra đây nè. Cho nó có nước hả nào chứ mà. Ủa nhìn các cháu này là bánh. Cũng bánh giống gì chị mà không có khô ha. Để cái bánh của mình nó không có mịn mịn mềm như thế này, cái bánh đúc của trong mình nó đục đục mà nó có nước, không, đúng rồi, mà mình đa số là bánh đúc ngọt. Dạ. Ngon không? Nãy giờ lo mãi mê ăn và review mà quên giới thiệu với các bạn, đây là mẹ con của bé em của Lan. Nhân dịp đang đi ra ngoài này thì chị em cũng có dịp sum họp như thế này đó các bạn. À,
cái bánh đúc này Lan không biết nấu như thế nào mà cái nồi lúc nào cũng để trên đũa và bánh lúc nào cũng giữ được độ nóng, nhưng lại không bị khét, cho các bạn không thấy bị khét luôn. Và cái bánh ăn rất là thơm, rất là dẻo, cộng thêm vị mặn mặn của nước súp, rồi đậu hũ, thịt bằm và hành phi rất là thơm. Ở đây rất là nhiều món ăn và ớt ăn kèm nó cũng phải khác nha các bạn. Ví dụ như món bánh đúc lúc nãy bạn cũng thấy chị Hương chỉ rồi đó, là chúng ta phải ăn với ớt bột khô thì nó mới ngon nha. Và bây giờ tiếp tục đó sẽ là món bún ốc chuối đậu nha các bạn. Nghe tên gọi thì các bạn cũng biết thành phần của món này là như thế nào rồi đúng không? Bún nó có ốc nè, có chuối và có đậu hũ nữa. Đấy các bạn thấy không? Tương ớt ăn kèm cũng khác với cái món bánh đúc nóng hồi nãy đó. Cái này là dạng tương ớt đó các bạn. Nhìn tô bún màu sắc thôi đã bắt mắt rồi, còn hương vị thì khỏi chê nha. Ăn xong rồi, bây giờ chị em Lan sẽ cùng tiếp tục vi vu và khám phá phố phường Hà Nội nha các bạn. Hôm nay Lan và em Hậu sẽ cùng đến viếng Lăng Bác, chỉ là nhìn bên ngoài thôi chứ không được vào trong, và một số cái cơ quan ban ngành xung quanh khu vực Lăng Bác nha các bạn. Bộ kỹ thuật đó. Bộ ngoại giao, bộ kỹ thuật ở trong cái chỗ Lăng Bác á. Bà đi ô tô dễ gì quay được nhỉ? Đúng rồi. Xong rồi thì chị em Lan cũng tranh thủ làm vài tấm hình kỷ niệm nha các bạn. Đến đây thì video của Lan cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh của Lan nha. Còn bây giờ, Lan xin chào và hẹn gặp lại.